Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, thì công an thành phố Long Xuyên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm răn đe, giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, hạn chế đến mức thấp nhất những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Long Xuyên tiếp nhận và xử lý hơn 22 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ, có trường hợp mới 12, 13 tuổi, song đã tụ tập với các thanh thiếu niên ở các huyện xung quanh có những hành vi manh động nguy hiểm. Các đối tượng này thì từ lâu đã có những cái mâu thuẫn cá nhân, thường thì hẹn hò nhau trên các mạng xã hội thì rủ rê để tham gia là đánh nhau. Khi mà phát hiện không có đối tượng ở nhà thì là chúng là quay sang là đập phá đồ đạc của người thân. Cái tình hình trên thì cũng làm ảnh hưởng đến cái dư luận của xã hội rất nhiều. Qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, Công an thành phố Long Xuyên đã ra soát lên danh sách quản lý khoảng 60 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Qua đó, tổ chức nhiều buổi gọi hỏi giáo dục răn đe, đồng thời cho các em và phụ huynh ký cam kết về chấp hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao nhận thức, nhất là quy định liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Thì nó đi chơi bạn bè thì mình nghĩ nó đi uống trà sữa này kia thôi, chứ không có nghĩ là nó tụ tập quýnh lộn lạo như vậy. Mấy anh truyền đạt lại thì phụ huynh sẽ ở nhà sẽ cân nhắc thêm là không có cho mấy em tụ tập nữa. Còn đi đâu là em đưa rước, chứ không có để cho nó đi mình nên nữa. Lực lượng công an thành phố cũng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Đặc biệt, tập trung phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng, tụ tập đua xe, lạng lách, gây mất an toàn cho người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên cũng đang thụ lý các cái vụ án và các cái tin báo. Các cái vụ án tin báo này cũng có liên quan đến các em. Nếu trong thời gian tới mà qua cái vấn đề là giáo dục cho làm công kết mà các em tiếp tục là vi phạm thì là tùy theo tính chất mức độ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên sẽ có cái biện pháp xử lý nặng hơn, thích đáng hơn để là răn đe chung là cho mọi người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã khởi tố 17 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cũng rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành và gia đình trong quản lý, giáo dục con em, góp phần ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.